Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Bông lúa sa mò của nhà văn An Khê, sáng tác năm 1968, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 13. Hòa đưa Điều trở về tới nhà, hai người nắm tay nhau bệnh rịn mãi đến khi nghe có tiếng gà gáy hiệp nhì mới buộc lòng rút tay ra. Hòa bảo với người yêu: "Thôi, em vào nghỉ đi, kẻo mệt. Chừng nào anh qua thăm em? Trưa mai vắng người chúng mình trò chuyện được tiện hơn. Còn chiều và tối, ừ thì chiều tối anh cũng đến thăm em. Anh muốn lúc nào cũng được ở gần bên em, nhưng sợ cậu mợ Sáu lại sốn mắt. Anh đã là chồng chưa cưới của em, anh có quyền đến thăm người vợ tương lai của anh. Nếu hai bác em có ngăn cấm anh thì em lại bỏ công việc để qua nhà thăm anh vậy. Hai bác ai muốn lợi hay muốn hại em cũng mặc." Hòa từ giả Điều mà trở về nhà, Điều rón rén bước chân đi vòng ra sau hè. Nàng xô nhẹ cửa mà vào, chợt nàng linh cảm có ai tòng theo dấu chân nàng, liền quay phắt lại và hỏi nhỏ: "Anh Hòa đó à, chưa về sao còn trở lại đây?" Tiếng người thì thầm bảo: "Em là bệnh đây chị ba." "Ủa em bệnh đó à, sao lại vô nhà làm gì?" Bình tiến đến mò tay cầm lấy tay Điều: "Chị ba à, chị có biết sắc thần để ở đâu không?" Điều càng thêm ngạc nhiên: "Sắc thần à, để ở khánh thờ nơi nhà trên chứ để ở đâu, mà em hỏi chi tới việc đó?" Thần Bình rỉ tai Điều: "Chị có thể đưa em lên nhà trên không? Cần lắm, chị đừng hỏi gì hết, em làm việc này có lợi cho anh chị mà." Điều muốn hỏi vặn lại cho biết rõ thần Bình muốn làm gì, nhưng Bình cầm lấy tay nàng nói một cách tha thiết, khiến cho nàng không thể không chiều lòng nó. Nhà ông Hương Bộ rộng và lớn, ba gian nhà ở phía trước thường không có ai ở. Ông chỉ dùng nơi đó để làm nơi thờ cúng và thỉnh thoảng phải tiếp khách quý mà thôi. Ông bà Hương ở nơi nhà giữa, còn phòng ngủ của Điều thì thuộc về nhà sau. Điều nể lời cậu em chồng, dắt tay Bình đưa lên nhà giữa và hỏi nho nhỏ: "Em muốn lên trên chi vậy?" Bình trả lời một cách bí mật: "Ê, chị ba cứ tin em, em làm việc này có ích lợi cho anh chị lắm mà." "Nhưng việc đó là việc gì mới được chứ?" "Rồi đây anh ba em sẽ nói cho chị rõ." Điều càng thêm ngơ ngác hơn nữa. Mới rồi đây nàng từ giả Hòa và có nghe chàng nói gì tới vấn đề này đâu, mà Bình lại bảo để rồi Hòa sẽ nói cặn kẽ tự sự cho nàng nghe. Điều hỏi vặn lại: "Nghĩa là trước khi em muốn lẻn vào nhà, em đã cho anh ba biết rồi à?" Thằng Bình không đáp lại, nó rón chân đi qua ngang cửa phòng của ông bà Hương một đổi rồi mới nói: "Xưa rày tính em lý lắc, xong em không có làm điều gì bậy, chỉ cứ tin cậy vào em. Em muốn lên nhà trên một chút thôi." Hai người đã đi đến cửa ngăn, cửa này bằng chấn song gỗ, người ta không khóa lại vì muốn tới lớp cửa ấy phải qua mấy lớp cửa ở phía nhà trước hay nhà sau. Thằng Bình kêu Hương Bộ thân bằng cậu, thỏ nhỏ vẫn hay chạy qua chơi nơi nhà nên rành hết đường đất trong nhà. Nó thò tay kéo chốt cây chận ở đầu ngàm để dỡ những chấn song cửa nọ. Nó chỉ cần dỡ một song cây là có thể lách mình chung vào được rồi. Nó biểu với Điều: "Chị chờ em ngoài này một chút nghe." Điều lo sợ nắm tay nó lại: "Em tính phá phách gì nơi chỗ thờ phượng ấy?" "Không, em không phá gì hết." "Em cũng đừng dời vật này qua chỗ vật nọ, bác Sáu ngày mai thấy được chửi ôm cả nhà đa. Em có hứa với chị đừng làm như vậy không?" Thằng Bình gật đầu: "Em hứa, em không phá tán gì cả." Điều buông tay thằng Bình ra. Nơi gian nhà trước ấy ít khi nào nàng được bước chân vào. Ông Hương khe khắc lắm trong vấn đề thờ phượng. Từ ngày ông cố hết sức vận động tới làng để cho ông thay quyền ông Kế Hiền Tân mà đem sắc thần về thờ ở nhà, thì ông ít cho đàn bà con gái bước chân ra chỗ thờ phượng. Ông Hương Bộ đã giàu lại muốn lấy tiếng, ông thờ sắc thần trong nhà ông cho các chức việc cùng dân làng phải nể thần sợ cây gia mà kính nể ông, và ông được dễ dàng sai phái các chức việc khác. Ông Hương phải vận động mấy năm trường mới được dân làng bằng lòng, và ông Kế Hiền Tân cũng vui lòng trao trách nhiệm cho người khác có đủ điều kiện hơn. Ông Kế Hiền đã già, con cháu lại có công ăn việc làm ở xa, ông e sợ cho việc gìn giữ sắc thần không được hoàn bị mà mang tiếng với dân làng. Giữ sắc thần không có được chút lễ lộc nào ngoài những mâm đồ cúng trong những lễ cúng tầm thường hàng năm mà làng cho người đại diện đến nhà tế lễ, chớ khỏi phải rước sắc thần ra làng. Lợi lộc ấy không đáng kể gì đối với những nhà giàu trong làng, nhưng nếu có điều chi thất bát, làng quy trách nhiệm cho người giữ sắc thần
và người này sẽ bị trách móc, dằn vặt đến chịu không nổi. Nhưng ông Hương muốn giữ sắc thần để mua danh mà thôi. Các viên chức cao cấp hay là phái đoàn ở tỉnh đến làng, muốn được bái kiến thần làng là phải đến nhà ông. Ông có dịp làm quen với các ông tai to mặt lớn ấy, thật là vinh hạnh cho ông biết bao. Dân làng cũng ngán sợ ông, không dám chống đối. Ông phải mướn thợ khéo làm khánh thờ, công việc kéo dài đến cả tháng mới xong. Ngay hôm cúng đại kỳ yên ở đình xong, ông Hương thỉnh sắc thần về nhà ông. Buổi lễ làm linh đình lắm, vẻ vang mặt mày ông biết mấy. Ông ít cho điều bước chân đến chỗ thờ thần, vì vậy khi Bình dặn nàng đứng ngoài mà chờ thì nàng không dám bước qua sông cửa. Nàng chờ một lúc lâu đã thấy sốt ruột thì mới gặp thằng Bình lò mò trở ra. Nó nói với nàng: "Rồi, công việc rồi, bây giờ đóng sông cửa lại." Điều giúp cho thằng Bình đóng cửa, gài chốt ngăn xong xuôi, rồi rón bước trở ra phía nhà sau. Khi đến chỗ có ánh sáng, Điều trông thấy thằng Bình thủ một vật gì cộm cộm ở trong áo, liền hỏi: "Ủa, em lấy cái gì đó?" "Chị cho em ra ngoài sân rồi em nói cho chị nghe." Khi ra đến sân, thằng Bình cười khì một tiếng và bảo: "Em đố chị biết em giấu gì trong áo. Chị đâu phải thầy bói mà biết được, nhưng vật gì có vẻ nhẹ và mềm như vậy hả em?" "Sắc thần, quý trời ơi, sao em dám?" Thằng Bình cười: "Em thỉnh ổng đi theo em mà. Trước khi dở tráp ra lấy, em có đốt nhang khấn vái đàng hoàng. Mà chị có biết em khấn làm sao không?" Nghe Bình hỏi lạ, Điều ngạc nhiên bảo: "Em khấn sao đó?" "Em khấn là thần linh đừng cho là em vô lễ. Em thỉnh sắc về nhà thờ trên bàn thờ ông bà vài bữa. Vì cậu Hương bộ ỷ quyền thế mà muốn ngăn cản cuộc hôn nhân của anh chị, nên em lén lấy sắc thần ở nhà cậu để cảnh cáo." Điều cảm động vì lòng tốt của Bình, nhưng nàng nghĩ Bình còn trẻ tuổi, chưa độ hết được hậu quả tai hại của việc làm ấy, e rồi lại sanh ra lắm chuyện rắc rối khó lòng. Nàng nói: "Cảm ơn em đã thương tới anh chị, nhưng có thiếu gì cách để dùng làm áp lực với bác chị. Cần gì em phải phạm thượng như vậy mà không nên. Hơn nữa, nếu hành động không khéo nguy hiểm lắm em à. Chị cứ tin em đi, em có cách rồi." "Khoan đi đã, em trao sắc lại chị." Nhưng thằng Bình đã băng mình chạy vào bóng tối và buông ra một tràng cười thích thú. Chương 8. Hương Ba Phèn hớt hải bước vào nhà, lột khăn xá Hương Bộ Thân một cái và nói: "Bẩm ông, có hay việc gì chưa?" Hương Bộ Thân khoát tay bảo Hương Ba Phèn nhỏ giọng xuống và lấm lét nhìn chung quanh, như thể sợ có người thứ ba nghe được câu chuyện. "Phải thằng Hương muốn nói tới bà dè đó không?" "Dạ phải. Bà dè nó nói là ông Hương bị sao đó về sắc thần. Thiên hạ đồn là hồi sớm mơ á, có một bà dè dán trên cây dừa ở trước nhà ông. Mà bà dè đó nói là ông ăn ở thất nhân, bất đức với mọi người, đến cả con cháu trong nhà cũng oán hận ông. Thì là ông làm sao có tư cách giữ sắc thần được? Vì vậy mà thần đã thu sắc về rồi." Hương Bộ Thân thở dài rầu rĩ: "Nhà tao mới bị ăn trộm cài cửa hồi hôm, dấu vết còn ràng ràng. Dân làng không tin, nói ông muốn chạy án vì ăn trộm vào nhà ông. Sao lại nhè vào phía cửa trước, là nơi không có để tiền bạc tài vật gì có giá trị để mà ăn cắp. Y già khổ hết sức." Hương Bộ Thân rầu rĩ kêu lên như vậy. Ông biết là nếu ông không tìm cho ra sắc thần ấy, ông sẽ gặp nhiều điều rắc rối. Làng xã phiền trách ông đã đành, mà dân làng cũng không kiêng sợ ông gì nữa. Người ta cho là ông ăn ở bạc ác lắm mới xui khiến cho sắc thần đưa về nhà ông ít hôm là bị mất trộm ngay. Những người có liên hệ vì việc ruộng nương, quê lợi hay thương mại với ông sẽ không còn tín nhiệm ở ông nữa để giao dịch và buôn bán với nhau. May là hồi sáng này, ông Hương nghe có nhiều tiếng người nói năng lào xào ở trước nhà ông. Ông bước ra xem và mới thấy được bà dè dán lên thân cây dừa. Ông nhanh tay gỡ lấy bà dè nọ mà xé bỏ. Thế mà cũng có nhiều người đã biết mà đồn ồm lên rồi. Thường khi các sắc thần đình làng bị mất là do kẻ trộm muốn lấy cái hên đầu năm, nên trộm sắc thần vào đêm 1-2 Tết là đêm ra nghề của chúng. Đằng này ông Hương không bị mất trộm sắc thần vào ngày đầu năm, mà lại ở khoảng giữa năm. Làng này không có kẻ trộm, mà nếu có thì kẻ trộm ấy cũng làm ăn ở xa chứ không phá khuấy làng sớm. Ông Hương biết có kẻ thù ông ăn trộm sắc thần đã cảnh cáo cho bỏ ghét. Ông có xem xét cửa nẻo, thấy cánh cửa hông bên trái bị cạy khóa, chứng tỏ rằng kẻ trộm từ ngoài đột nhập vào nhà ông. Ông không thể nào nghi ngờ người trong nhà sanh điều tác tệ. Ông Hương bảo Trùm Nhất, Trùm Nhì, Trùm Ba và Hương Ba Phèn đang tụ lại bên ông: "Tụi bay ráng đi dò la tin tức nữa xem." Hương Ba Phèn nói: "Biết ai gian mà dò la."
cứ coi chừng những người đi ra khỏi làng có điều gì đáng nghi hay không. Thể dân làng hỏi gì về việc mất sắc thần, tụi bay phải đính chánh kịch liệt cho tao, nói là vì có người ghen ghét tao mới phao tin đồn bậy bạ. Ông Hương trở lên nhà giữa. Bà Hương đang ngồi ăn trầu ở bộ chắn gõ, thấy ông lầm lì vẻ mặt như thể buồn chán và thất vọng lắm, liền ứng tiếng lên hỏi: Sao ông, chưa có tin tức gì hết à? Ông Hương chán nản nói: Chưa, bọn Hương trùm ở làng mình lờ khờ quá, không dò hỏi được gì hết. Tôi có cho chú Hương quản hay, chú nói để chú biểu bọn cai tuần đi khám xét nơi mấy nhà tình nghi có thể phá phách tôi. Bà Hương khoát tay bảo: Thôi ông ơi, chú Hương quản nói như vậy mà chắc vào đâu. Bọn cai tuần giỏi tài ăn hiếp dân lành, càng có dịp để hạch sách người ta phải lòi tiền cho chúng, chứ chúng có dạy gì sốt sắng lo việc cho ông. Ông đừng tin lời chú Hương quản, làm ôm sờm việc này lên rồi sao khó lòng thu xếp. Theo bà thì phải khoanh tay mà chịu à? Bà Hương ôn tồn nói: Thường khi các làng cũng có mất sắc thần, nhưng họ không báo cáo hay điều tra gì hết. Họ cứ nhắn tin xin chuộc lại sắc thần, vừa gọn vừa tiện, mà cũng khỏi phải lôi thôi rắc rối. Nhưng biết ai mà chuộc, thì phải chờ thằng ăn trộm sắc thần thế nào cũng có nhắn tin lại cho mình biết. Nó sẽ đưa điều kiện, mình theo điều kiện của nó thì sắc thần lại được trả về. Ông Hương nghĩ đến điều kiện của bọn ăn trộm đưa ra có thể làm tổn hại nền tài chính của ông. Ông chép miệng thở dài mà nói: Biết nó đòi những gì đây, nếu nó buộc mình phải trả tiền nhiều, mình lo sao nổi. Bà Hương nhổ quẹt bãi cổ trầu vào ống nhổ, lấy khăn dắt dài lau miệng và nói: Thằng ăn trộm mà lấy sắc thần về nhà để tế ông tế cha nó gì sao, mà nó bắt buộc những điều kiện nó nhắm thấy mình không chấp thuận được. Nó chỉ đòi hỏi vừa phải, và mình phải thí cho nó đôi 3.000 đồng vậy thôi. Kể cũng như tháng này mình bị hao tài chút đỉnh. À, tôi tính sửa soạn đi ra đình để xin một cây sâm. Ông Hương bực mình xí lên một tiếng và nói: Ông thần mà linh, ông không để cho bị mất sắc của ông. Bà sao hay tin dị đoan quá. Bà Hương đứng dậy nguýt chồng một cái và ngoe ngoậy bỏ đi. Ông hay bán bổ thần thánh như vậy à, hèn gì mà không bị mất cấp sắc thần sao được. Bà Hương vào phòng mặc áo dài rồi kêu điều đi theo bà ra đình. Bà xin được một cây sâm hạ hạ, bà có vẻ rầu, và gắng gượng đưa quả sâm nọ cho ông Từ để ông giả dùm. Bà trông thấy ông Từ ngồi ở trong nhà khách, kế bên ông có thằng Bình đứng lẩn quẩn gần đó. Bà Hương vội hỏi Bình: Mày tới đây làm gì vậy hả Bình? Bình tươi cười: Tôi đi xin sâm mở sáo à. Mày là con nít con, còn làm gì phải xin sâm? Dạo này gia đình tôi có chuyện rắc rối hoài, tôi phải xin sâm coi thần dạy như thế nào. Sâm ở đình này linh lắm mở sáo à, nói đâu chúng không khóc tới đó. Thằng Bình vừa nói vừa đưa mắt nhái điều. Nó bỏ đi ra phía sau đình. Điều hiểu ý, chờ có dịp bà Hương quên lửng nàng đi, liền rón rén ra phía sau để gặp thằng Bình. Thằng bé tinh ranh này miệng cười toe toét và nói với nàng: Tôi biết mợ sáu thế nào cũng phải đi xin sâm, nên đã làm trước mợ ấy. Điều lắc đầu trách nó: Em báo hại người ta quá, sắc thần bây giờ em để ở đâu? Tôi đem về đưa cho anh ba, anh ba la rầy quá trời. Thường ngày tôi có ghé đình chơi hay nấu nước chăm trà giùm cho ông Từ, nên ổng tin cậy tôi. Ông để cho tôi đi luôn tuần trong đình, vì vậy mà tôi cất được sắc thần dưới bàn thờ, không ai nghi ngờ gì được hết. Bây giờ em tính sao đây? Thằng Bình lắng tai nghe ông Từ đang bàn xâm cho bà Hương rồi bảo: Chị có nghe ông Từ nói thế nào với mợ sáu đó không? Ông biểu mợ sáu phải giải hạn trong tháng này, kẻo còn xảy ra nhiều việc quan trọng trong gia đình nữa. Năm nay cậu sáu có cơ làm ăn hưng phát hơn năm ngoái, song bị vướng lấy sao bổn mạng của mợ sáu đang gặp hồi xấu giận, nên gia đình phải dè dặt cho lắm, nhất là đừng sanh thù oán với ai. Hai ông bà phải bố thí, phải làm những việc phúc đức. Điều cười tủm tỉm: Cũng như phải trả lại đôi bông tai hột xoàn cho chị là một việc phúc đức lắm chứ gì. Có phải em đã căn dặn ông Từ nói xa nói gần về việc đó không? Thằng Bình ôm miệng cười sùng sục: Phải làm vậy mợ sáu mới chịu trả đôi bông cho chị. Thôi, tôi cho chị biết tin như vậy để chị liệu chừng mà ứng phó. Tôi phải đi về, ở đây lâu mợ sáu sanh nghi lại khó lòng. Điều bước trở ra chỗ bà Hương ngồi nghe bàn xăm. Ông Từ bàn rất hay, bà nghe mà mê, miệng không ngớt tấm tắc khen dồi. Bà thấy Điều đến gần liền bảo:
Nãy giờ mày đi đâu không nghe ông hai đây nói trúng quá. Hèn gì ai cũng khen, xâm sinh nơi đình linh hơn ở đâu hết á. Điều gật đầu nói với bà Hương: ai cũng khen ông hai đây bàn xâm khác hơn thiên hạ, mà trúng một kỳ cục. Chắc ông hai được thần khai khẩu nên ông nói chuyện gì cũng ứng nghiệm hết. Lát nữa tôi cũng xin một cây sâm cho ông hai bàn dùm. Bà Hương vội rỉ tai nàng: mày nên xin sâm về việc nhân duyên ra làm sao. Ông nói cho tao trúng hết trơn á. Ông biết nhà mình bị trộm, ông cũng sẽ được kiện. Tao coi thầy bà cũng nhiều, chưa thấy ông thầy nào nói tao bằng ông hai này. Bà nói xong quay lại nói với ông Từ: trong sâm còn nói gì nữa không ông? Ông Từ kéo trệ chiếc mắt kiến làng xuống đầu sống mũi, ngước mắt nhìn vào bà Hương và thông thả bảo: ai cũng nói cái sâm này xấu, nhưng tôi trông thấy thì nó lại tốt. Vì trong cái xấu có ẩn cái tốt, và nếu toán không ra thì lần ngay. Bà năm nay 49 tuổi, tức là Kỷ Mùi, hạng bà thuộc về hạng quả, hay cầm quyền trong gia đình. Bà có sao thái bạch chiếu nên có việc hung hiểm gì rồi cũng qua. Năm nay số bà đứng vào cung phụ mẫu, có sao tuế phá, thiên mã điếu khách, đại hao, tang môn và thiên quan chiếu, nên sẽ có sự thay đổi về làm ăn, hay là dời đổi, xây cất thêm nhà. Bà Hương chặn lời ông Từ: cất thêm một cái nhà giữa ruộng có tốt không ông? Tốt lắm chơ, số bà năm nay phải cất nhà mà. Tôi tính kiện lấy đất của thằng Hòa để cất một cái nhà ruộng ở đó, mà để coi hết đất cát của tôi. Năm nay gia đình bà phát nhiều hơn, ông nhà được quan thương dân mến, và có hy vọng được ban thưởng hay cất nhất gì đây. Nhưng phải có hao tài chút đỉnh, mà cái hao đó dẫn tới cái hên, nó còn được lợi gấp 5-10 lần nữa. Trong dòng bà con chắc có người chết, bà phải kỹ đánh bạc, cho vay, hay là không nên mua bán đồ vật vô bằng cớ mà có hại. Đồ vô bằng cớ là gì? Nghĩa là đồ vật nào mình không biết gốc ngọn của nó thì đừng dính vào. Tỷ như trong làng xóm có ai đem đến thế cho bà để vay tiền, bà phải hỏi lấy hóa đơn cho chắc. Việc đó quan trọng lắm nha bà. Tôi thấy trong số của bà còn gặp nhiều rắc rối vì vấn đề này à. Chẳng những nó làm cho bà hao tốn của, có khi đi đến quan quyền khó lòng lắm, mà nó cũng làm cho bà kém mất được hưởng nhiều môn lợi hơn. Vậy tốt hơn, cái không phải của bà đừng nhận. Có ai đem vòng vàng đến gửi bà nên từ chối là hơn. Tuổi bà thuộc về mạng quả, quả kỵ với kim. Bà giữ những của không phải của bà thì thế nào cũng bị mất, hay bị nhiều điều rắc rối trong nhà. Bà nghe rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Hồi nãy ông có nói trong nhà tôi e bị mất đồ phải không? Ông Từ bấm tay tính toán một lát rồi nói: theo tôi thấy bữa nay là ngày 17 ta, tức là ngày Kỷ Mùi. Ngày này trùng với tuổi của bà, kỹ lắm đà. Không chừng vật đó mất rồi mà bà chưa hay. Bà về nhà kiểm soát lại đồ đạc trong nhà thử xem. Ngày Kỷ Mùi là gặp hành quả nữa thì không tốt. Mà vật mất đó có kiếm lại được không? Phải cúng sao khấn vái trời đất là từ nay về sau bà sẽ giác ngộ tu hành, không tham lam của cải của ai, mà còn bố thí làm phước cho người ta nữa, thì vật mất sẽ được châu hoàng hợp phố. Đó là trong sách dạy như vậy. Sách còn nói rõ vật bị mất không đáng tiền bao nhiêu, song lại quý trọng lắm. Thằng ăn trộm vật này không tính trộm vật đó để làm giàu có gì. Tại số bà bị mất của nên tình cờ mà nó trộm vậy thôi. Ông Từ lật quyển sách chữ nho ra lẩm bẩm đọc một hồi, nhíu mày lại ra vẻ khó hiểu quá. Sao trong sách nói kỳ quá vậy cả? Sách nói làm sao? Số bà bị mất cấp đây là vì trong nhà có một vật xung khắc với tuổi bà. Mạng bà không cầm nổi vật đó, bà trao trả vật đó cho nguyên chủ thì gia đình mới khỏi xào xáo lục đục. Bà Hương nghe ông thầy nói trúng quá, cũng phải ngạc nhiên và kính phục. Ông bảo bà đừng giữ vật vô bằng cớ. Bà xưa rài vẫn cho vay ăn lời, song thiên hạ xấu miệng nói là bà ăn lời cắt cổ, chứ thiệt ra bà chỉ lấy lời có 7 phân thôi. Và biết bao nhiêu người nhờ vả đến bà trong khi giáp hạt. Ở Sài Gòn người ta ăn lời tới 10 phân, còn bà giảm bớt xuống 3 để đứt cho con cháu. Bà kỹ lưỡng lắm trong việc cầm thế đồ đạc nữ trang. Thiên hạ chỉ có lầm bà, chớ bà không lầm ai hết. Bà bắt họ làm giấy giao hẹn trễ ngày, chuột là kể như bán đứt cho bà món nữ trang đã cầm. Như vậy là bà đã làm ăn lương thiện, có pháp luật che chở cho,
đâu phải sang đoạn hay giật dọc của ai mà sợ. Còn chồng bà cũng nhân đức lắm, ông thấy gia đình nào nghèo túng, ông hay cho mượn tiền để giúp đỡ thuốc thang, xài vặt vạnh. Chủ nhà chỉ phải ký tên vào giấy nợ, rồi yên chí mà lấy tiền của ông ăn tiêu cho thỏa thích. Đôi ba năm sau, ông vẫn không đòi đến số tiền ấy, dầu người có nợ muốn được trả cả vốn lẫn lời. Ông chờ đến một năm nay, mùa màng của người nọ bị thất bát, ông dẫn xác lù lù tới đòi nợ. Họ không có tiền trả cho ông à, cũng rất dễ. Họ chỉ cần nhường lại cho ông ruộng nương, đất cát của họ đang có, và ông sẵn sàng làm phước thí cho họ thêm một ít tiền nữa. Ông làm ơn như vậy mà lại mắc quán với thiên hạ. Người ta gọi lén ông là cường hào, là ác bá, quan cho ông hết sức. Ông bỏ tiền ra mua địa vị chức vụ trong làng trong đình, không lẽ ông không biết lợi dụng địa vị chức vụ đó để gỡ lại cả vốn lẫn lời hay sao? Làm quan với đi buôn bây giờ cũng là một thứ mà thôi, phải có vốn liếng bỏ ra trước để vơ vét về sau. Bà Hương không hiểu vì sao dân làng không ưa ông chồng bà. Dân đen ngu dốt hay bất mãn bậy, ông ghét tụi bất mãn lắm, ló ra đứa nào là ông chặt ngay. Ông làm cho nó phải tàn gia bại sản mà bỏ xứ đi. Ông muốn cho thôn xóm yên lành, ai cũng theo một chiều với ông. Như vậy sao người ta nỡ gán cho ông là cường hào? Bà Hương ngẫm nghĩ mãi, không hiểu lời nói của ông từ phải trao trả vật bất chánh vô bằng cớ kia là vật nào. Bà phân vân mãi cho đến khi ông từ bàn xăm cho điều xong, mà bà cũng chưa nghĩ ra. Bà và Điều trở về nhà. Khi đi ngang qua ngã ba đầu làng, Điều trông thấy Hòa từ xa đi lại, liền lẩn tránh vào một nhà quen, bảo với bà Hương: "Bác về nhà trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau." "Mày làm gì kỳ cục, sao mày muốn tránh mặt thằng Hòa? Tao tưởng mày ưa gặp nó lắm mà." "Tại tôi không có đeo đôi bông tai nên lần nào gặp mặt ảnh cũng trách tôi." "À, thì ra là vậy." Bà Hương thông thả bước đi mà trí óc bà vẫn vơ nhớ tới đôi bông tai xoàn bà hiện còn cất trong tủ sắt. Cây sâm của thần cho bà hay đáo để, cái vật kỷ với số của bà là đôi bông tai nọ chứ còn gì nữa. Bà Hương nhắm giữ đôi bông tai nọ cũng vô ích. Hòa ngày nào cũng đến thăm Điều nơi nhà bà. Chàng dân lấy Điều sao lại không trả đôi bông tai nọ cho chàng. Cô tư của Hòa cũng về Vĩnh Long như không cần đòi đôi bông nọ. Như vậy nghĩa là mưu sâu kế hiểm của ông Hương lại một phen thất bại nữa rồi. Tối hôm đó, trong khi ông Hương ngồi uống trà, thì có một cục đá bọc một phong thơ ném vào nhà. Đó là thơ của kẻ trộm sắc thần, báo tin cho ông Hương biết. Ông cứ xét lấy lương tâm, nếu có điều chi sái quấy thì phải sửa chữa đi, là sắc thần sẽ trở về nhà. Bà Hương được ông cho xem thơ xong liền gọi Điều vào phòng trả lại đôi bông cho nàng. Điều đem đôi bông tai về phòng riêng, nàng đóng cửa lại lên giường nằm và nhổm dậy toan đem cất đôi bông tai vào tủ, xong ngẫm nghĩ rồi lại thôi. Nàng ngồi xếp tròn trên giường miệng nói lầm bầm: "Đem cất, bà nói không đeo đưa bà cất thì mệt nữa, lớ quớ khổ cả đám. Lần này bày mưu lập kế mới lòi ra, chứ không chờ tới ngày cưới bà mới đưa đeo. Rồi của đâu đem trả cho cô Tư? Cô Tư là người lớn, ăn nói chỉ một lời, mình làm bậy đâu còn mặt mũi nào mà dòm ngó thiên hạ. Thôi, đeo vô phước cho rồi, mình bàn với anh Hòa đem trả cho cô Tư cho yên bụng, hết sợ mang tiếng. Có nó ở đây ngày nào là mình lo ngày ấy." Điều nói lầm bầm rồi cười chúm chím. Nàng đeo đôi bông hộp xoàn vào tay và nhảy bước đi ra ngoài. Ông Hương bộ thân còn ngồi uống trà, thấy bóng ai lấp ló ở cửa liền lên tiếng hỏi lớn: "Đứa nào làm cái gì kỳ vậy?" "Dạ tôi." "Con Điều đó hả?" "Dạ." "Mày làm gì lấp ló ở cửa?" "Đâu có, tôi đi ra đóng cửa sau." "Ừ, coi đóng cửa nẻo lại tử tế đi. Tao uống hết tách trà này tao đi nằm." "Dạ." Điều chờ ông Hương bộ thân đi nằm nghỉ, nàng mới rón rén mở cửa sau băng mình trong đêm tối. Nàng đi vòng ngõ sau vườn để tới gặp Hòa. Nàng vừa đi vừa nhớ tới người yêu và đoán chắc Hòa sẽ ngạc nhiên nhiều khi nhìn thấy đôi bông lấp lánh trên tay nàng. Bước chân của nàng thoăn thoắt trong bóng tối vì mong ngóng gặp mặt người yêu, nên nàng quờ quạng chấp phải rễ cây, chới với chuối đầu về phía trước. Nàng gượng không kịp nên buông sỏi thân mình, xong vừa lúc đó có bàn tay đưa ra đỡ gọn. Nàng hốt hoảng toan dùng dãy nhưng chợt nghe tiếng thì thầm bên tai: "Anh đây mà." Nhận ra tiếng của Hòa, Điều mừng rỡ nhưng nũng nịu trách: "Anh làm người ta hết hồn hẹp, còn chút nữa em la lên rồi đó. Tại anh đó, em không biết, tim đánh đùi đuổi muốn nhảy ra ngoài nè." Hòa âu yếm hôn phớt trên tóc nàng trêu chọc: "Người đâu mà mau quên ơi, người ta làm ơn mà mắc quán. Thật là lời xưa nói không sai, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán,
đúng như vậy không em? Điều liếc xéo hứa một tiếng nhỏ. Anh ham lắm, anh làm ơn hồi nào đâu mà mắc quáng. Không phải anh làm ơn sao? Mới đây tức thì mà em quên rồi à? Nếu anh không ra ơn thì sao? Anh nói nghe coi. Thì anh để em đo đất. Điều phát mạnh lên vai Hòa nũng nịu. Anh kỳ quá, tại anh em mới suýt té đó. Ý, cô này ăn nói dễ nghe chưa? Người ta thấy dấp té người ta đỡ giùm cho, mà còn đổ lỗi tại người ta. Phải chi hồi nãy người ta để cho đó té chơi, coi có đổ thừa tại ai không cho biết. Bộ thấy em té anh vui lắm sao? Không phải vui, anh còn đau gấp trăm lần nữa kìa. Nhưng anh muốn trêu, vì anh muốn thấy cái mặt phụng phịu làm nũng với anh, thấy thương hết sức. Quỷ nè, ghẹo người ta hoài, anh quỷ lắm nghe. Anh xin lỗi, thôi đừng có giận hờn nữa. Giận hờn đây rồi trời mưa lớn ngập lụt còn khổ anh nữa. Em không thèm đâu, em về cho coi. Y đừng em, thôi để anh vuốt giận. Anh không chọc nữa đâu, cho anh vuốt giận đi. Từ rày về sau nếu anh còn tái phạm thì cho anh. Em không thèm đâu, em biết anh thề gì rồi. Hòa cười chúm chím tiếp. Vậy chớ em muốn anh thề sao cho em vừa lòng? Không thề gì hết. Không thề rồi anh quên anh. Hễ mỗi lần anh quên á, thì em nhéo bắp dế cho anh nhớ. Em khôn ghê không? Như vậy còn độc hơn lời thề. Vừa nói Hòa vừa xoa nhẹ đùi chàng và hít thà như đã bị Điều nhéo rồi. Điều cũng bắt tức cười trước điệu bộ của người yêu. Anh ơi, thôi bỏ qua chuyện đó đi, em có chuyện gấp lắm. Hòa nghiêm mặt hỏi dồn tới. Chuyện gì vậy em? Quan trọng lắm hả? Em nói đại đi, em làm anh lo quá. Vậy nãy giờ không chịu nói. Quan trọng mà cũng không quan trọng. Em nói gì lạ vậy? Bộ bây giờ em muốn trêu lại anh để trả thù hả? Điều, đâu phải vậy. Ai mà em thèm trả thù anh làm chi? Vậy chớ em không chịu nói rõ cho anh biết chuyện gì. Chuyện gì mà gấp lắm? Em cà rỡ một hồi chắc anh điên quá. Đừng có ở ác nhân cô. Có chuyện quan trọng hay gặp chuyện rối rắm, nói cho anh biết để anh còn lo liệu. Em để chuyện sát một bên làm sao anh lo cho em. Anh nóng ruột lắm rồi nghe. Điều kéo tay Hòa ngồi xuống gốc dừa, cất giọng thỏ thẻ. Thủng thỉnh em nói anh nghe, anh làm gì như gà mắc đẻ vậy? Em nói chuyện gấp, nhưng em đã qua tới bên này rồi thì để em ngồi nghỉ mệt một chút chứ. Anh nói lia nói lịa, hết trêu chọc rồi lại hối thúc, làm người ta mệt thêm. Khổ quá, làm khó dễ anh hoài. Thôi để anh đi rót nước lấy quạt. Anh ngồi đây với em cũng đủ rồi. Anh ơi, sao anh biết em qua bên này? Anh đoán chừng thế nào tối nay em cũng qua đây. Anh ra ngoài này đón từ lúc mặt trời mới sụp xuống lận. Anh chờ lâu thất kinh, nhưng cũng phải ráng chờ, vì anh bệnh cảm thế nào em cũng qua. Anh nóng ruột hết sức, đứng ngồi không yên, cứ ngóng trông ra cửa giường, thấy thấp thoáng bóng ai là anh tưởng em. Em thấy không, có khổ cho thân anh chưa? Thương làm chi rồi khổ. Vậy đừng có thương. Không thương sao được, nhớ thấy mồ, thấy ghét. Sao em qua tối vậy? Điều hạ thấp giọng. Em tính không qua. Trời đất, nếu em không qua là chắc anh ngồi ngoài này sáng đêm nay. Em tính sáng mai mới gặp anh, nhưng nếu để sáng mai thì trễ mất một ngày. Thêm một ngày em lo lắng không yên. Chi đó em, ở bên nhà sau đó? Điều hất mặt và vuốt mái tóc, nũng nịu hỏi. Bộ chưa thấy gì sao? Nãy giờ anh không thấy gì hết hả? Thấy cái gì? Anh không thấy em có cái gì lạ sao? Tại hồi nãy giờ anh mắt trêu chọc, đâu có để ý nhìn ngắm em cho kỹ. Hòa mở to mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Điều. Qua ánh sáng lờ mờ của sao đêm, chàng để ý thấy nơi tai của nàng lấp lánh chói. Chàng tươi hẳn nét mặt và vui mừng hỏi rối rít. Ủa, phải nó không em? Điều mỉm cười cong cớn đôi môi. Nó là cái gì? Đôi bông, em được đôi bông này đó hả? Vậy mà anh không thấy. Hồi nào vậy em? Hèn gì hỏi đố anh hoài. Bả mới đưa đó. Nói vậy kế của thằng Bình hay quá hen. Hôm trước nghe nó nói sơ, anh rầy nó sao nó làm ẩu quá. Rủi ro công việc không thành, có phải hại hết cả đám không? Thằng Bình coi vậy mà bày mưu lập kế hay lắm. Nó quả quyết như thế nào mà mở sáo cũng đưa đôi bông lại cho em. Em cũng hồi hộp thất kinh. Thằng Bình nó chơi trò nhất chính nhì bù. Em nghe bả kêu em vô phòng là em biết có chuyện kín, nhưng cũng hồi hộp, không biết phải chuyện đôi bông hay chuyện gì. Mừng nhưng mà sợ mừng hụt. Chừng nghe bả biểu lấy đôi bông đeo em mới dám mừng. Điều lay nhẹ tay Hòa. Anh biết không, em tính cất vài bữa bàn với anh đem trả cho cô Tư, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại xót cũng không yên lòng. Chi bằng gặp anh sớm để bàn đem đi trả sớm, ngày nào hay ngày nấy. Chần chờ để lâu em ngại quá.
Mình đã hứa chắc với cô Tư, cô Tư là người lớn đâu chịu nói nhiều. Thà mình không dính giấy tới thì thôi, chứ đã nhờ cậy cô Tư thì phải lo đâu đắp cho xong. Hòa gật gù có vẻ bằng lòng. Em nói phải đó, anh cũng cùng một ý như em. Vậy em tính chừng nào đi xuống cô Tư? Em qua bàn với anh tính sáng mai đi liền được không anh? Trả phước cho rồi mình được yên bụng. Em tính ngày mai đi hả? Dạ, mai sáng mình đi. Anh có bận công việc gì không? Nếu anh có công chuyện thì để ngày mốt đi. Không, ngày mai anh không có bận công việc gì hết. Em tính ngày mai đi cũng được. Anh thì muốn đi lúc nào mà không được, anh chỉ ngại cho em. Em ở bển đi đứng khó khăn, không được tự do, đi đâu cũng bị người ta hạch sách cằn nhằn, cửa nhưỡi nhức mình hết sức. Anh thương em nên anh lo cho em bị cậu mợ chửi mắng. Thà anh bị khổ cực muôn phần anh cũng chịu được, chứ em bị rầy một tiếng nặng thì mật gan anh như bị bầm dập. Anh thương em, anh không muốn ai hành hạ làm khổ em. Không còn bao lâu nữa chúng mình sống chung với nhau, em ráng nhẫn nhịn cậu mợ, nhất là mợ Sáu hay xéo sắc từ chút. Cậu Sáu cũng không ưa gì chúng mình. Chuyện duyên nợ của chúng mình cậu mợ còn hậm hực lắm. Chúng mình còn gặp nhiều khó khăn trở ngại chứ chưa hết đâu em. Không phải tới đây là em xui đâu, còn phải trải qua nhiều thử thách nữa. Nhưng dù sao đi nữa anh với em cũng cố gắng lướt qua hết. Hạnh phúc trả một giá rất đắt em à. Có sóng gió nổi lên mới biết tình của chúng mình bền chặt. Dù cho có muôn ngàn lượng sóng cũng không làm tan rã tình của chúng ta. Điều, em cứ tin nơi lòng anh. Một lời hứa cũng đã nên nghĩa vợ chồng rồi. Anh sẽ đánh ngã hết mọi chướng ngại do cậu mợ sắp đặt ra. Anh quyết cùng em nên duyên vợ chồng thì anh sẽ tranh đấu tới cùng. Em vững tin anh, anh sẽ cùng em chia sớt buồn vui. Anh không để cho em gánh vác nỗi lo âu một mình. Nghe mấy lời chí tình thấm thía, Điều cảm động không cầm được nước mắt. Nàng đưa tay áo lên quạt ngang và nói thúc thích. Anh thương em nhiều mà em cũng thương anh nhiều lắm. Hai đứa mình thương nhau quá hả anh? Mình thương nhiều nên mình mới khổ nhiều. Bác Sáu không chịu nghĩ suy, nở lòng gây khổ cho chúng mình hoài. Nếu ổng bả biết thương xét thì hai đứa mình sum họp lâu rồi. Hết ổng phá đám rồi tới bả phá, hai đứa mình gỡ rối hoài mà không dứt. Ổng bả ăn ở chi mà thiếu đức, ăn ở không có hậu. Họ ăn ở sao thì có trời đất chứng chiếu. Lòng thành của mình trời đất cũng không bỏ qua đâu em à. Thôi em đừng khóc nữa, em nghe lời anh đi, đừng lo buồn rồi bệnh hoạn khổ thêm. Hòa vuốt ve mái tóc người yêu và an ủi nàng. Điều tựa đầu lên vai người yêu im lặng nghe chàng thủ thỉ bên tai. Lòng nàng rộn lên một niềm vui và bao nhiêu lo âu bối rối hầu như tiêu tan đi mất. Nàng lim dim đôi mắt để tận hưởng sự hạnh phúc ở bên chàng. Gió đêm rít lên từng hồi khua động lá cây vườn xào xạc và vi vu len lỏi khắp khu vườn. Điều rút đầu vào ngực người yêu nghe ấm áp cả cõi lòng, và hình như gió lạnh không chừng lại ở nơi đây để thông cảm với hai tâm hồn trẻ yêu thương nhau vô hạn, song ít khi được gần nhau để tâm sự, để cởi mở. Hòa siết chặt vòng tay hơn, âu yếm hỏi. Điều, lạnh không em? Dạ không có. Anh lạnh hả? Anh đâu có lạnh, anh sợ em lạnh. Ngồi ngoài sương gió anh sợ em đau. Điều cười chúm chím. Ngồi bên anh em không sợ gì hết. Anh cũng vậy. Gần em anh muốn ở kề bên em mãi, không muốn chia tay. Đến lúc chia tay anh xót xa vô cùng. Về nhà anh thương nhớ em hết sức. Anh mong ngày sum họp của hai đứa mình. Em có mong không Điều? Dạ có. Hai đứa mình giống nhau quá hen. Tánh ý giống nhau tụi mình mới thương nhau, mới thành duyên thành nợ. Điều quay mặt nhìn về hướng nhà ông Hương bộ thân. Nàng buồn bã nói. Thôi anh vô ngủ đi, em về. Em về sao Điều? Ngồi với anh một chút nữa mà, chưa khuya lắm đâu em. Thôi để em về, ngày mai mình còn gặp nhau. Em sợ ổng bả biết được em lén đi gặp anh. Em chỉ lo sai vậy thôi, chớ em biết ổng bả đi nghỉ hết rồi. Em về ngủ sớm, ngày mai còn đi với anh xuống cô Tư. Đi sớm về sớm mà, lớ quớ về trễ ổng bả hỏi trả lời không xuôi thì có chuyện đa. Ngày mai em nói sao với ổng bả? Bộ em điên sao em nói đi xuống cô Tư? Vậy chớ em xin phép ổng bả đi đâu? Em kiếm cớ nói láo chứ, nói thiệt đời nào được đi, nhất là đi chung với anh. Em nói sao cho khéo để ổng bả không nghi ngờ. Em nói ra chợ Mỹ Tho. Em biện cớ nào cũng được, miễn hai ông bà không tìm hiểu là đủ. Chắc chắn được hả em? Được mà, em ra chợ ổng bả cũng cấm nữa sao? Vậy anh ra trước chợ em nghe. Điều gật đầu. Cỡ 8 giờ em ra tới. Anh đừng ra sớm quá, đứng chờ lâu. Em phải lo công việc nhà rồi mới đi. Không hề gì,
anh ra sớm chờ em, chừng em tới là mình đi liền. Nhớ ở trung lương nghe. Anh nhớ rồi. Thôi em về ngủ đi. Hòa dìu nàng đứng lên và đưa nàng ra cổng giường. Chàng siết chặt tay nàng, ân cần căn dặn: em vô nhà cẩn thận, đừng để cậu mờ sáo hay. Sáng anh ra sớm thiệt sớm ngồi chờ em, hễ em ra tới giờ nào là đi giờ đó, xe chạy liền liền, khỏi phải chờ đợi xe lâu lắc. Sáng hôm sau, Điều lo xong công việc trong nhà, nàng rón rén đi vào phòng bà Hương để xin phép đi ra ngoài. Bà Hương ngồi nhai trầu, thấy bóng Điều liền hỏi: gì đó Điều? Bác cho tôi ra chợ Mỹ Tho một chút. Mày ra chợ chi vậy? Tôi mua một ít đồ. Hôm qua hôm kia gì đó mày cũng đi chợ, sao không mua luôn khỏi mất công? Để bữa nào mày cũng xin đi chợ, coi bộ mày ham đi chợ quá. Điều biết là soi bói nàng, nhưng nàng giả vờ như không biết, và nét mặt nàng vẫn tỉnh không một chút bối rối. Nàng đoán biết bà để mắt nhìn từng cử động của nàng, để quyết chắc bà nghĩ đúng hay sai. Điều vén tóc nhìn thẳng vào mắt bà trả lời: ở đây ra chợ tôi làm biếng muốn chết, tôi đâu có ham đi. Ngặt khi nào cần mới đi. Công việc nhà sau xong hết rồi, tôi đi chút tôi về. Đi mau mau đó mày. Ổng sai biểu không có, ổng chửi đà. Ổng khó khăn mà mày cũng không ngán ổng. Điều quay lưng còn lầm bầm: đi chút dữ không. Ông Hương bộ thân nghe tiếng vợ ông ống trong phòng nên ứng tiếng hỏi lớn: chuyện gì đó bà? Bà ơi! Bà Hương cau mày gắt lại: gì mà kêu réo dữ vậy? Tôi ra bây giờ nè. Ngồi ở ngoài kêu giật hả? Cái ông này lớn tật ghê, cái mửng kêu như đò cũng không chừa. Bà nói một hơi dài để kéo bỏ bực tức, đoạn kéo lê đôi dép đẹp xẹp ra ngoài. Thấy ông ngồi tréo chân hút thuốc phì phà, bà Hương càng tím gan tím ruột. Sung sướng quá hen, giống ông Hương hết sức. Thì tôi là ông Hương chứ còn gì nữa, là bà nói sao trúng phốc, bà không sai chỗ nào hết trơn. Ê, đừng có nói cái điều móc họng, ông kêu réo chi đây? Kêu gì mà kêu giật ngược vậy? Kêu vậy mà bà nói kêu giật ngược, bà mới khó khăn. Nói gì thì nói đại đi. Sao bỗng nhiên bà cau có với tôi? Tôi à, tôi bực trong mình lắm. Ai làm gì mà bà bực chứ? Bộ bây giờ ông hỏi đố tôi hả? Ông Hương cười mỉm dịu giọng: tôi nghe bà rầy rà nên tôi mới hỏi. Bà rầy đứa nào vậy? Có rầy ai đâu. Con Điều nó xin đi chợ. Nó đi chợ làm chi mà đi hoài vậy? Ai biết gì nó. Nó nói nó đi chợ mua đồ. Ông muốn biết sao ông không hỏi nó? Nó nói nó đi mua đồ, ai biết nó đi mua đồ gì? Nó có chịu nói cho tôi biết đâu. Nhà này riết nó không còn nể nang ai hết. Ông với tôi nó coi cũng như không. Nó đi nó cho hay là phước đó. Nó không nói cũng không làm gì được nó. Nó lớn khôn và bay nhảy được rồi. Đập chết nó chứ bà nói. Nó là con cháu, nó phải biết nghe lời. Nó làm bậy phải rầy la cho nó chừa, dung dưỡng nó sao được. Nó đâu rồi? Kêu nó ra tôi biểu. Chắc nó đi rồi. Điều à, Điều. Thôi, đừng có kêu réo mất công ông ơi. Nó đi ngắm rồi. Ông kêu khang cổ họng cũng không có nó. Nó nghe tiếng ông hồi nãy là nó lo đi trước. Thiệt con nhỏ này. Điều bước đi thoăn thoắt. Nàng sợ Hòa chờ đợi lâu, nàng đi như chạy và miệng không ngớt nói lầm thầm: ở nhà ông bả cằn nhằn dữ lắm. Thì kệ, đi xuống cô Tư cho xong chuyện này. Chắc con Hòa chờ mình lâu, quay ba công việc cho xong mới đi được. Còn bề bộ mà dễ gì được đi. Hòa trong lúc đó đi tới đi lui có vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng quay mặt nhìn giáo giác trong ngóng nàng. Chàng băn khoăn thắc mắc, không hiểu sao Điều tới trễ giờ hẹn. Chàng thầm nói: không biết có được đi không, hay là ổng bả không cho đi. Khổ quá, không biết có chuyện gì. Tối qua Điều về bển có gặp rắc rối không? Sao mình lo quá, trong lòng mình nôn nao khó chịu. Mình lo sợ cho Điều bị rầy la mắng chửi, vì thương mình mà Điều cắn răng chịu đựng. Trời ơi, không biết chừng nào mới hết khổ, chừng nào mình với Điều mới được sung sướng vui vẻ. Hòa đứng ngồi không yên, nét mặt chàng thay đổi liền liền. Chàng tắt lưỡi hít hà. Vừa lúc đó có người lên tiếng gọi tên chàng: Hòa, Hòa. Hòa ngơ ngác tìm kiếm. Một người đàn ông xăm xăm bước tới chỗ chàng đứng, trên môi nở nụ cười niềm nở hỏi: anh Hòa, mạnh giỏi hả anh? Dạ mạnh.
Tôi nghe kêu tưởng ai. Ông cũng mạnh khỏe, lâu quá. Ừ, lâu dữ hen. Sao, lúc này làm ăn khá không? Chắc dư giả rồi chứ gì. Dạ đâu có, cũng nghèo thấy mồ. Nghe nói anh tính trở lại nghề cũ hả? Anh định trở về nghề ruộng phải không? Nghe nói anh tính hợp tác với anh Tư, có vậy không anh Hòa? Dạ có, tôi cũng tính thử thời vận một phen. Có 3 mẫu đất định bồi bổ lại để kiếm lúa ăn. Tôi có làm với anh Tư, anh cũng chịu nữa. Tôi thấy năm nay ai cũng được lúa quá. Tại anh chưa chỗ nghề chứ đâu có thua kém ai. Ờ, mà tôi muốn nói với anh chuyện này. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chủ Vạn Phát, Hòa đoán biết chắc là chuyện quan trọng, chàng hỏi dồn tới. Chuyện gì vậy ông, quan trọng lắm hả? Tôi muốn đề nghị với anh. Ông cứ cho tôi biết. Tôi thấy anh làm việc cần cù siêng năng, tánh tình hiền hậu dễ mến. Tôi muốn đề nghị với anh làm cai vạn như 2 năm trước. Anh nghĩ sao anh Hòa? Đề nghị của chủ Vạn Phát thật đột ngột, khiến cho Hòa bối rối chưa kịp suy nghĩ. Chàng không biết phải trả lời ra sao với ông. Nhận lời hay từ chối, chàng chưa thể dứt khoát một chuyện. Chàng phải có rộng thời giờ để suy nghĩ thật chín chắn, để sau này khỏi ân hận. Nhìn thấy vẻ ngập ngừng lúng túng của Hòa, chủ Vạn Phát cũng đoán hiểu phần nào tâm sự. Ông thông thả góp lời. Anh cứ thông thả suy nghĩ rồi cho tôi biết sao. Chừng nào anh cho tôi biết cũng được. Tôi chờ anh trả lời nghe. Dạ, để tôi suy nghĩ lại. Được, không sao. Nếu anh nhận thì tốt. Ờ, anh đi đâu đây? Đi có một mình hả? Tôi đi Vĩnh Long. Vậy à, chơi hay có công chuyện? Đi xuống thím người bà con. Tôi đi với vợ chưa cưới của tôi. Ủa, còn chị đó đâu rồi? Biểu tôi chờ ở đây mà sao chưa thấy ra tới. Sao không ra luôn một lượt? Chờ đón phải mất công không? Hòa ngập ngừng ấp úng. Tôi đi trước. Vợ tôi có công chuyện nên đi sau. Chắc nó cũng sắp ra tới. Chủ Vạn Phát vỗ nhẹ vai Hòa. Công việc đó anh cứ suy nghĩ đi nghe. Tôi chờ anh suy nghĩ rồi cho tôi biết. Dạ, thế nào tôi cũng trả lời. Ờ, cho tôi biết sớm chừng nào hay chừng nấy. Hòa chỉ tay tới trước, nói lớn. Vợ tôi tới kìa. Chị ấy tới đúng lúc, có xe rồi. Thôi tôi lên trước nghe. Tôi đi một đoạn đường tôi xuống hả? Hai ông bà xuống Vĩnh Long hả? Dạ, tụi tôi xuống Vĩnh Long. Chủ Vạn leo lên xe ngồi phía trên gần tài xế. Điều thấy Hòa đứng lóng nhóng chờ nàng nên lật đật chạy tới, miệng hỏi rối rít. Chờ em lâu không anh? Lâu thấy mồ chứ không lâu. Làm gì mở miết trong nhà vậy? Anh chờ nóng ruột hết sức. Không biết sao quá giờ hẹn mà cũng không thấy tâm dạng. Anh đang lo thấy trời đây. Trời ơi, em cũng nóng ruột nóng gan. Hòa cười trách yêu. Nóng ruột mà tới bây giờ mới ra tới. Chàng ơi, đâu phải lỗi tại em. Em đâu có quên đã hẹn với anh. Nhưng em mắc lo công việc nhà cho xong xả hết rồi mới đi được. Em còn lo xin phép không được nữa. Em xin phép rồi hả? Em nói với bác gái, em đi chợ. Hòa nheo mắt. Đi chợ Mỹ Tho hay chợ Vĩnh Long hả em? Anh kỳ quá à. Anh cà rỡn hoài. Người ta rầu muốn chết. Bộ anh tưởng nói đi chợ bà cho đi liền sao? Bà còn hỏi han đủ thứ. Bà nói mua giống gì mà xin đi chợ hoài. Chắc em ham đi chợ lắm. Có chuyện gì vui vẻ ở ngoài chợ nên náo nức đi hoài. Anh thấy chưa, khổ thân em không? Em có sung sướng gì đâu. Hễ đi ra ngoài là bà chận bà hỏi. Bà nhìn từ đầu tới chân thiệt kỹ. Bà ngó đằng trước, bà ngó đằng sau, coi em có chân diện không. Cực khổ hết sức, đứng ngay ngựa cho bà ngắm. Bà không nghi ngờ thì bà cho đi. Nhưng còn căn dặn về sớm để lo công việc nhà. Ở nhà chứ em biết anh trông dữ lắm. Em lật đật đi cho mau, vừa đi vừa chạy mệt thấy mồ. Nè, thấy người ta thở không kịp không? Anh còn nỡ trách hờn em nữa. Đâu có, anh nói vậy chứ có trách em đâu. Anh hiểu cho hoàn cảnh của em lắm mà. Em khổ tâm, anh đâu có sung sướng gì. Em buồn khổ là anh chịu không nổi. Thà cứ trút đổ cho anh bao nhiêu cũng được, anh chịu hết. Miễn là em được vui vẻ sung sướng. Anh lo đó là đêm qua em về nhà gặp chuyện trắc trở, sợ sáng nay không được ra khỏi nhà. Điều siết chặt tay Hòa, ngầm biết ơn sự lo lắng của chàng. Đêm qua về không có sao hết mà. Vậy mà anh cứ phập phồng lo sợ, rủi ro cậu mở sáo hay em. Em cũng hồi hộp lắm chứ. Đi vô ngõ sau đi con rón sợ gây tiếng động. May phước không ai hay hết. Ngã lưng xuống giường em cũng chưa ngủ được. Nằm trằn trọc cho tới khuya lơ mới ngủ quên. Hôm qua ngủ được không? Chắc nằm xuống là ngáy pho pho. Ngủ mẹ gì được. Sao vậy? Em còn hỏi. Tại anh lo cho em. Có gì đâu mà lo. Anh sợ em bị cậu mợ. Điều ngắt lời Hòa. Bất quá ổng bả rầy la một hồi thì ổng bả nín.
Có hỏi thì em kiếm cớ nói quanh nói quẩn, không lẽ ổng điều tra hoài sao? Em cũng sắp xếp trong bụng sẵn, phòng hờ rủi đụng độ ổng hay bả thì em có cách chạy tội. Còn em đêm qua sao ngủ không được? Em nằm nghĩ lung tung sao mà ngủ. Em nghĩ chuyện mình đi Vĩnh Long xuống nhà cô Tư, rồi nghĩ chuyện của chúng mình, chuyện mai sau mình đã thành vợ chồng với nhau rồi. Ôi nhiều lắm, suy tính riết hai mắt mở trừng trừng. Em không nghe lời anh, suy nghĩ. Anh biểu đừng có lo, để một mình anh lo thôi. Em lo rồi em đau ốm. Anh nói vậy sao được? Chuyện của chúng mình vui buồn có nhau, em đâu nỡ để một mình anh. Nhưng anh là con trai, anh chịu đựng được. Còn em là con gái, sức yếu làm sao. Tiếng của anh lơ xe đò hối thúc. Bà con ai đi, đi lên hết nha. Xe chạy liền bây giờ, mời bà con lên hết đi. Xe chạy, xe chạy. Hòa đẩy nhẹ Điều leo lên trước và chàng lên sau, ngồi ở phía ngoài. Chàng tiếp tục câu chuyện bỏ dở. Hai đứa mình xuống dưới chắc cô Tư ngạc nhiên dữ. Cô Tư không về bữa nay tụi mình xuống. Điều giàu giàu nét mặt. Lẽ ra mình phải lo trước, đâu có thể tới bây giờ. Cô Tư cũng thông cảm với tụi mình, chắc cô không buồn phiền mình đâu. Cô Tư tốt với tụi mình. Em ái ngại lắm. Thôi đừng buồn nữa em à. Em đi chừng về thế nào cũng nghe chửi. Hồi em xin phép đi, bà nói lớn tiếng, cố ý cho ổng nghe. Em đi mau ra cửa sau còn nghe tiếng kêu réo của ổng. Nhưng em không trở vô, em đi luôn. Trở vô là hết đi. Ổng hỏi thì có bả chen vô, rầu lắm. Thay kệ, đi đại về có nghe chửi mình cũng đi rồi. Ổng bả chưa chịu để cho tụi mình yên thân đâu. Em lo, không biết ổng bả còn toan tính chuyện gì nữa đây. Nghĩ tới ổng bả làm khổ anh, làm khổ em ăn ngủ không yên. Kéo dài, sống gì nổi. Em đừng có nghĩ bậy, em rầu quá. Chiếc xe đò từ từ ngừng lại bên đường. Hòa ngước mắt nhìn bâng quơ. Chủ vạn phát bước xuống xe, khẽ gật đầu chào hai người. Hòa ứng tiếng nói lớn. Ông xuống đây hả? Ờ tôi xuống đấy. Thôi tôi đi nghe. Dạ. Xe tiếp tục lăn bánh. Điều hỏi khẽ Hòa. Chủ vạn phát hả anh? Ông đi đâu vậy? Ông đi công chuyện. Hồi nãy em chưa tới, ông có nói chuyện với anh. Ông nói chuyện gì vậy anh? Ông đề nghị anh làm ca vạn như hai năm trước. Đôi mắt của Điều sáng rực lên, nàng hỏi dồn tới. Rồi anh tính sao? Anh chưa tính gì hết. Anh nói để cho anh suy nghĩ lại. Anh không muốn ổng nói thì mình phải ưng liền. Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi cho ổng biết sao. Anh cũng định bàn lại với em rồi mới dứt khoát được. Anh nhận lời đi anh. Nghe giọng nói quả quyết của Điều, Hòa nhìn nàng trân trối không hiểu ý. Hòa nhìn thấy Điều mỉm cười một cách ranh mãnh, liền hỏi phăng tới. Em chế nhạo gì anh thế? Em đâu dám chế nhạo anh. Em chỉ nghĩ đến các cô gái trong làng thường nhắc nhở đến giọng hò câu hát của cậu ca vạn hồi hai năm về trước. Có cô nàng tương tư qua cả mùa lúa lắm. Hòa nói cướp lời người yêu. Và cái cô nàng ấy tên là Điều phải không? Điều đưa tay phát lên vai chàng cười khúc khích. Anh lém quá. Chưa gì anh đã nói chặn họng người ta trước rồi. Hòa cũng phì cười. Ai biểu em muốn sanh sự? Nhưng nói vậy chứ anh biết em suối biểu anh nhận lời làm ca vạn phát nọ. Làm gì em muốn ràng buộc anh vĩnh viễn ở quê làng. Anh không còn ý định bay nhảy nữa. Anh sẽ là chồng của em mãi mãi, sống bên em trong một cảnh gia đình hạnh phúc của một người có chút đỉnh ruộng đất ở làng. Đúng vậy, em không mơ ước gì hơn một cuộc sống an vui và bình thường. Mà muốn vậy trong thế đứng hiện tại của anh cần phải có một bè cánh để nương tựa. Mình không thể nương tựa vào phe đảng cường hào. Mình cũng phải có anh em cùng một cảnh với mình trong dân chúng. Vạn phát đông người, mình nương cậy vào đó để có anh, có em khi cần đến. Hòa gật đầu khen ngợi. Em tinh tế lắm, anh sẽ nhận lời gia nhập vạn phát. Có ở gần những người chí thú lo làm ăn, mình mới phấn khởi lên mà tranh đua với họ. Được rồi, để khi trở về làng anh sẽ nói với anh Tư Đường. Người bạn anh cho tá công 3 mẫu ruộng của má anh. Anh ấy hợp sức mà canh tác. Nhất định là đến cuối mùa anh sẽ có tiền để cưới em. Điều, em có vui lòng mà chờ đến khi ấy không? Nghe người yêu hỏi, Điều âu yếm nhìn chàng mà nói. Sao anh còn phải hỏi em như vậy? Anh không đã hiểu rõ ràng là em thừa sức chờ anh đến bao giờ cũng được sao? Miễn là tình yêu chúng ta được bền vững. Còn ngày sum họp có chậm trễ đôi ba năm cũng không sao mà. Tình yêu càng lâu thành thật, càng bền chặt ý nghĩa thấm thiết với nhau. Hòa nheo một mắt mà bảo nàng. Nói vậy chớ anh nôn quá em à. Nôn cái gì? Nôn đến ngày cưới chứ còn nôn gì nữa. Điều đỏ mặt nguýt yêu Hòa. Thì chưa cưới nhưng em cũng đã ở gần bên anh, chứ mất mát gì mà anh sợ nôn lên như vậy. Chưa chánh thức làm chồng em,
anh vẫn lo ngay ngái mãi không thôi. Lo người ta hay thọc gậy bánh xe, lo em còn ở một ngày nào dưới tay cậu mở sáu, là người tham danh lợi, là một ngày hắn dọa cho tình yêu đôi ta. Mặc dầu chúng ta yêu nhau, nhưng đời lắm nỗi bất trắc mà mình không lường trước được. Em là cuộc đời anh, rủi mất em anh sẽ phải khổ sở đến thế nào. Vì lo như vậy anh không bao giờ được yên tâm cả. Điều đưa ngón tay trỏ ngoéo lấy ngón tay của Hòa, như thề nguyện cùng chàng một lời sắt đá. Từ nay về sau em đã là thành vợ của anh rồi, không có một người nào, một áp lực nào khiến em phải xa anh, nếu không là cái chết. Hòa cảm động kêu nhỏ bên tai nàng: Cưng, người vợ cưng nhất đời anh. Điều sung sướng và băn khoăn đưa mắt nhìn ra ngoài. Xe chạy ngang qua cây lậy, nơi quê ngoại của nàng. Nàng nhìn quang cảnh quen thuộc, từ khi còn trìu mến đối với người đã xa lìa nó từ lâu. Nàng hỏi Hòa: Em không còn bà con gì ở đây hết, nhưng có một miếng đất ruộng mà hiện thời bác Sáu đang quản thuế quê lợi. Bác thay quyền trưởng tộc để lo việc tương lai cho em, thế mà bác chỉ nghĩ đến quyền lợi, đến danh giá của bác, và không thật tình xây dựng cho em. Từ đây về sau em khỏi cần nhờ đến ông ta nữa, đã có anh làm lụng để nuôi em. Anh hứa với em là anh đủ sức để đem đến hạnh phúc cho em, và em sẽ không bao giờ ân hận là đã yêu thương anh. Điều siết mạnh tay Hòa và kêu khẽ lên: Ồ, có khi nào em lại ân hận điều ấy? Lấy anh làm chồng, dầu hay dầu dở em cũng một lòng với anh mà thôi. Hết tập 13.